Đội tuyển U23 Việt Nam chia quân vẫn bảo vệ thành công chức vô địch với đội hình trẻ nhất giải U23 Đông Nam Á. Đây là cú hích tích cực cho chiến lược đầu tư trẻ hóa dài hạn mà VFF và thuyền trưởng Philippe Chusier đang theo đuổi. Việc đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 ghi nhận tài thao lược của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khi lần đầu ông đăng quang ở khu vực với đội hình trẻ nhất giải, với thành phần ban huấn luyện gồm toàn người Việt. Ở bức tranh lớn hơn, đây là tín hiệu tích cực có tính khích lệ rất lớn cho quyết tâm đào sâu, đãi cắt ở các đội tuyển trẻ Việt Nam mà VFF và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Chusier đang mạnh mẽ theo đuổi. Việc đội U23 Việt Nam chia quân vẫn thành công với chức vô địch Đông Nam Á là tín hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam có rất nhiều vàng thô, tiềm năng. Sau 6 tháng kể từ ngày ông Chusier nhậm chức, cuộc cách mạng trẻ hóa của chiến lược gia có biệt danh Phù Thủy Trắng đã không còn giới hạn ở đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam mà ảnh hưởng trực tiếp đến các đội tuyển trẻ hơn. Ông Chusier đã ra mắt bằng tấm huy chương đồng SEA Games 32 và 2 chiến thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam với những ghi nhận và cả chút băn khoăn. Nhưng cách đội U23 Việt Nam bỏ qua phần lớn trụ cột dự SEA Games 32, nhưng vẫn trình diễn thứ bóng đá kiểm soát bóng ở giải U23 Đông Nam Á đã củng cố thêm niềm tin cho triết lý của ông Chusier rất nhiều. Ngay sau khi về đến sân bay Nội Bài, đội tuyển U23 Việt Nam được tổ chức lễ mừng công trang trọng ở trụ sở VFF. Trước đó, VFF đã thưởng cho thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn tổng cộng 1,8 tỷ đồng, trong đó 300 triệu đồng cho suất vào bán kết, 500 triệu đồng vào chung kết và 1 tỷ đồng cho chức vô địch. Tất nhiên, giải U23 Đông Nam Á chỉ được xem là bước đệm cho những chiến lược dài hơi như vòng loại U23 châu Á 2024, ASEAN 19 và xa hơn là vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các đội cũng đem đến Thái Lan khá nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở chỗ ông Hoàng Anh Tuấn thường xuyên sử dụng những cầu thủ tuổi tin, xuất giải, trong đó Nam Hải, Đức Việt, 19 tuổi, Đá Chính và Nguyên Hoàng, Bá Đạt, 18 tuổi, Đăng Dương, 17 tuổi, vào sân ở chung kết với U23 Indonesia là điều rất đáng nể. Ngoài việc thấy được niềm tin của ông Tuấn vào các học trò trẻ, những hành động cụ thể đó còn cho thấy VFF đã dám mạnh dạn vượt qua sức ép thành tích để hướng tầm nhìn xa hơn. Đáp lại, các chàng trai trẻ của chúng ta đã không phụ lòng người thầy với 4/6 quả luân lưu 11m thành bàn đầy bản lĩnh của Đức Việt, Nguyên Hoàng, Nam Hải, Bá Đạt. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ, tôi mong rằng với thành công này, các cầu thủ trẻ sẽ chơi tốt ở vòng loại U23 châu Á 2024 và ASEAN 19. Đây là những giải đấu cao hơn, sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện bản thân, sớm có cơ hội đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Hôm qua, ông Chusier đã công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam đợt thứ 2 trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó, 10 cầu thủ vừa cùng đội U23 Việt Nam đăng quang tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 đã được góp mặt trong danh sách này, gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Trần Nam Hải, Nguyễn Hồng Phúc, Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, Võ Hoàng Minh Khoa, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Minh Quang. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Pháp cũng chọn lọc và giữ lại một số nhân tố có sự thể hiện nổi bật trong nhóm 22 cầu thủ được triệu tập ở đợt đầu tiên. Có thể kể một số cái tên như Cao Văn Bình, Đoàn Huy Hoàng, Đặng Tuấn Phong, Võ Minh Trọng, Cố Văn Cường, Huỳnh Thế Hiếu, Lê Quốc Nhật Nam. Bình luận viên Ngô Quang Tùng đánh giá, việc bảo vệ thành công chức vô địch là thành tích tốt, là tín hiệu cho thấy chúng ta có sự chăm sóc cho lứa trẻ đúng lúc. Thực ra thành tích rất quan trọng, giúp động viên phong trào, động viên cách làm trẻ của mình. Nhưng tất nhiên nó không thể khẳng định 100% hoàn toàn mình đã chuẩn hẳn, vì làm bóng đá trẻ là cuộc chiến lâu dài. Vấn đề của mình không phải là danh hiệu, mà mục tiêu thường xuyên có mặt ở các trận cuối cùng khu vực, tham dự và lọt vào top đầu vòng chung kết châu Á. Mặc dù vậy, tôi cho rằng chiến thắng này của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ mang tính cảm hứng cao, khi lần đầu tiên chúng ta sử dụng nhiều cầu thủ trẻ lứa tuổi thấp như vậy. Nó cho thấy bản chất đúng vai trò công tác đào tạo trẻ, xây dựng các lứa lớp, gối đầu, từ 17 đến 18, 19 đến 20 đến 21 đến 22 luôn sẵn sàng tiếp ứng, kế thừa nhau. Trong bóng đá trẻ, hôm nay chúng ta có thể vô địch hoặc không, nhưng mục tiêu của mình phải cao hơn. Việc bóng đá Việt Nam bắt đầu có nhiều đội tuyển chia quân cho thấy VFF đã sẵn sàng vượt qua áp lực thành tích. Tôi mong chúng ta sẽ không phải bằng mọi giá phải có danh hiệu mà sẵn sàng tập trung đưa các lớp để xây dựng cho các cầu thủ trẻ lứa dưới hay thuộc nhóm B thử sức với mục tiêu lớn nhất là đội tuyển quốc gia.